Ôi trời, cậu ta lại làm trò. Sau đó mình sẽ... Hai người bạn gái thân với hai ngoại hình và hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Xin lỗi. Mâu thuẫn phát sinh khi cả hai đều đem lòng yêu một chàng trai và hai người anh em thân thiết lại hướng con tim đến cùng một cô gái. Đứng yên đi, anh Trương Sơ vẫn đang nhìn đấy. Với những cung bậc tình cảm đan xen và diễn biến bất ngờ. Ôi nóng quá, cô có sao không? Có bị bỏng không? Ôi chân tôi, đôi chân đẹp đẽ của tôi không thể bị sẹo được, cô bị bỏng ở đâu? Sắc màu phái đẹp, một bộ phim với nhiều tình huống hài hước thú vị. Ôi, bắt đầu ra mắt quý khán giả từ ngày 19 tháng 5 trên 6 NTV và 17 giờ 45 phút hàng ngày. Mời quý khán giả đón xem. Tiền bối, đau quá.